Lại nữa thiện hiện tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, luôn suy nghĩ như vậy. Đại Bồ Tát nào hiểu biết ma sự, không theo ma sự, hiểu biết bạn ác, không theo lời bạn ác, hiểu biết cảnh giới, không chuyển theo cảnh giới, Đại Bồ Tát này quyết định không thối lui sáu pháp ba la mật đa, cho đến quyết định không thối lui trí nhất thiết tướng, chắc chắn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, nghe Phật Thế Tôn thuyết pháp yếu, sanh tâm vui mừng, cung kính, tin thọ, hiểu biết ý nghĩa rốt ráo, tâm kiên cố hơn kim cương, không thể lay chuyển, không thể đoạt mất. Thường tinh tấn tu học sáu pháp ba la mật đa, tâm không nhàm chán, cũng khuyên người khác học sáu pháp ba la mật đa, tâm không mệt mỏi. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Hết quyển thứ 448.